Hôm nay máy chế biến gỗ Hà Nội xin được giới thiệu tới tất cả quý vị một chiếc máy chà nhám chổi rất là đặc biệt. Thường thường những chiếc chà nhám chổi cơ bản thì chúng ta chỉ thấy hai bên trục chà ở hai phía hai bên của máy, nhưng chiếc máy này được bổ sung thêm một trục chà thứ ba với đường kính rất là lớn 500 mm ở phía trên. Máy được sản xuất bởi hãng Woodmaster của Trung Quốc và được nhập khẩu phân phối chính hãng bởi Đại Phúc Vinh Fubico. Máy có thể nói là có cái kết cấu khá là đơn giản, với những nút điều khiển rất là đơn giản ở đây. Đấy, chúng ta thấy bên trái đây là một nút dừng khẩn cấp, nút khởi động và nút dừng lại. Tuy nhiên máy rất là đơn giản nhưng vẫn có một bộ điều khiển inverter để thay đổi tốc độ quay của trục nhám. Đây là mã hiệu của máy là WMC3. Máy chạy điện 3 pha. Máy có motor rất là khỏe, đạt đến 3 HP. Đấy, bây giờ tôi sẽ khởi động máy để xem là nó hoạt động như thế nào. Thì sau khi đấu điện này, bây giờ tôi đang để inverter đang để số 0, có nghĩa là dù tôi có bấm khởi động thì máy vẫn sẽ đứng im. Tôi bấm khởi động, máy vẫn đứng im đúng không? Bây giờ tôi sẽ vặn, bấm lại.